Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt chuyên đề 4. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh thành trong cả nước. Tại Yên Bái, các đại biểu được học tập quán triệt thông qua 11 điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 168 điểm cầu tại các đảng bộ xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Sau một ngày nghe 3 chuyên đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Sáng nay, các đại biểu dự hội nghị tiếp tục được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt chuyên đề 4 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, góp phần giúp cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.